rượu ngon hoàng mười càng nhấp lại càng nồng, hoa đào năm ngoái gió đông còn hoàng lại lên trời
dù cả thanh đông đông, dù nghĩ họ trần có đi ngược ngược trở về suối đúng đó, dù có đi mũ đi tê trắng trắng lửa bắt nắng trắng trắng lửa, nhưng những ngày đầu xuân kỳ tiệc đến cuốn gà cái họ trần nhất tâm tâm về mà bạn ấy hầu hầu ông vẫn tự vâng dưỡng
ghế ông tâm thành kiều câu hoàng đi tô đô đồ cho thanh đông suốt đời mọi sự được hành thơ. Cứ ngày ngày
rồi càng có mấy ngần ngơ vì hoàng ngơ ngần ngơ cũng vì ngày xưa mới tình cờ được quen nhau, mà đã quen nhau thì mình nhích lại cho gần, xa xôi nhích lại này cho gần. Một ngày được làm tôi bốn phủ thì cũng như có trong một nhà, như có trong một hỏi mấy trăm ba nhiêu tuổi chẳng già, hỏi chẳng bao nhiêu tuổi mới chẳng già. Họ Trần năm ni ba mươi mấy tuổi sao vẫn hào hoa như ngày nào, vẫn hào hoa như thủa học trò. Non cao mà thời mặc sự non cao đứng đó, non cao thời mặc non cao. Họ Trần năm nay đã bao tuổi, cứ đẹp thành thành tao trông trông là dương, đẹp thành tao trông trông là dương. Ở trên công đông 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 đẹp nhất bông hoa, ở trên công đông 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 đẹp nhất mười lăm lăm hoa. Ông người về đến đây xa ngự thì bông hoa kia cũng chẳng bằng, hoa kia cũng chẳng đẹp bằng. Ở trên cung cung mang chúa ngài dòng đúng đó, trên cung chúa ngài dòng sập công đồng họ Trần đang giá ngự, trông thật khoan thai trông nhẹ nhàng, trông khoan thai trông nhẹ nhàng. Cô bơ lê là ngắt là đi bài thơ, cô bơ cô lê trên ngàn đề bài thế. Cây đôi chim nhà nó tí thơ tới dinh ông người, tới dinh đô võ vẫn vui. Ông người vẫn ru góc bể chân trời, vẫn ru góc bể mì chân trời, không đâu kháng tráng lịch sử bằng ở nơi đền này, bằng ở nơi ông đang ngự đâu. Con mì chín khôn thì mì đã phải cầm lâu lâu, chim khôn thì đã phải cầm lông lông, cau non cùng với thuốc lá các o mới chiều lòng lòng hoàng ăn chơi. Ông mười ăn chơi mà lần là đất đất nhưng cả chơi, hoàng ăn chơi đất đất nhưng cả chơi. Nhưng khi đi hầu bổng ông cứ khoan thai nhẹ nhàng, khoan thai nhẹ. Con đi nhớn áo thòng thòng đi khăn khăn đi yêu, nhớn áo thòng mà khăn khăn đi yêu. Mắt mắt đi huế mi ngơ ngẩn ngẩn chín đi chiều bởi vì người trần gian thì mình nhớ miệng hoàng hoàng cười, chứ nhớ khăn khăn ông mà mười đôi con mới nhớ lời hoàng. Ông
người mình đủ rằng chân gian nơi cứ nên nên ăn ăn ở cho lành lành người trần gian cứ nên nên ăn ăn ở sao cho lành lành kiếp này mà tu chữ đang đang ông mới để danh danh tiếp sau nào chơi có phù ai trời có phù ai đâu sở nguyện mà được những như ý ông trong cho sở câu mà tóc ông tâm bốn mùa xuân hạ thu đông hạ xuân đông hoàng mười ban lộc lộc thu đông hoàng ban tài quanh quanh năm năm hoàng ban tài mười gia ông mới tiếp tiếp lộc lộc ngờ ban ngô tài hoàng gia hoàng tiếp lộc lộc ban tài chiều khi vơi tối có khi cạn nhưng sáng mai ông cho lại đây sáng mai ông cho lại đây hỏi bao giờ hồng lịnh lịnh mà hết nô cây sông lăng kia mà hết nước thì ghế hoàng đây vẫn chưa hết lộc lộc tài ghế ông đây vẫn chưa hết lộc lộc tài ông người mình sang lăng mà đố ai quét sạch được lá sông mà đố ai thời mà đến được mà mày mày tân tân mà chơi cao đố ai đêm đêm được được cả vì sao đố ai thời mà đêm được công ông ấy lao đức đức hò công lao đức đức hò nay cả cuộc đời hoàng vì nước vì dân cả cuộc đời hoàng vì nước vì dân mười ba năm có nè ông mười làm quan quan trong phủ dây làm quan quan trong phủ dây tiệc ngọc còn đang vui sao ông lỡ vội trở xa về câu hò còn đang giang sở ông mười lỡ ra về mà sao đang hay là trần gian hay là công văn chúng con mình nhầm nhầm đối với hoang mà điều chi năm công văn con nhất tâm năm mời ông ở lại ông cứ khăng khăng định đi xa về cứ khăng khăng định đi xa về ông người định ra về nhưng các cô chẳng chẳng để cho về cô cả gia lưu yên nữa cô đôi con để một ba ông người ra về để cho bàn bà đền chúng con ngần mỉm cười ông mười mình lại hẹn cuối năm năm nay lễ tạ hoàng lại về cuối năm năm nay hoàng lại nay mười hai cô tố đợi theo hồ chăm chăm nghe hoa thai tóc tóc khăn nhiều tàu hoàng mắt mắt niềm đầu được khám chân dần dần đôi vân vân đi hài cô nàng cả sân ông chiếu ngự còn cô nàng đôi đi theo hồ cô nàng đôi đi theo hồ cô bơ hồi xếp mà thăng sau cô bơ hồi xếp mà thăng sau đất lề quê quê thỏi cô tứ tên trầu rước ông lên mừng người xưa hàng năm năm dâng dâng đỏ mình soi cùng nghề cô nàng sáu đứng ngờ bên ngoài chuốc rượu hầu dâng có nàng bày dâng dâng cả đỏ mà huy hồng cô nàng bày dâng dâng cả đỏ mà huy hồng con nì cô nàng tạm phò giá kiểu rông rông rước ông lên mười tin cô nàng chín xin rằng chẳng ai tới đúng đó cô nàng chín
sầm mà xin sáng chẳng ai đây. Tiếng tiêu có chín tuổi sao cứ đầy vơi, cả lòng lòng hoang cứ đầy vơi, cả lòng lòng tiếng cô nằm người thò thè chim quanh vàng thơ ngâm một khúc khiến ông hoàng mười ngày lâm lâm. Còn đôi cô bố lượn nề bài bông mười hai các cô tố nữ hầu giả đôi bên ông rõ ra đôi bên ông rõ một thứ chẳng có đem đi mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho ai cho nên đã có lộc có tài đúng đó cho nên đã có lộc có tài nhưng mà sống phải có phúc để hưởng lộc rồi hoàng ban cho ấy thôi người nào mà dạ hiểm long long sáng đúng đó người nào mà dạ hiểm long sáng lên đảo điên đi đất cháo chở hoàng xóa cho ta nó đi sạch sạch lầu xóa cho ta nó đi sạch lầu họ
Trần người con đây ăn đây ở trước sau đúng đó. Thế họ Trần thì ăn ở trước sau, hoàng đổ cho độ cho con cháu luôn được phúc lâu luôn giàu bền, luôn phúc lâu luôn giàu bền. Xe ăn mây vàng ở trên trần kia các cô sẽ ăn mây vàng, người con xinh tiểu đông hoàng mười chân chân thủ nghệ